trung tâm Thúy Nga trả giá đắt vì quá dựa dẫm vào Nguyễn Ngọc Ngạn. Giáo diết tìm người mới nhưng vẫn khó hài lòng khán giả. Cây quen cảnh, người quen thói, trong những năm Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC tại trung tâm Thúy Nga phải nói là một sự tồn tại đặc biệt, không khác gì một biểu tượng gắn liền với Paris by Night. Chính sự nổi bật đó là một ưu điểm thu hút sự yêu mến của khán giả, tạo nên nét đặc trưng không có trung tâm nào sánh bằng. Nhưng có vẻ bà Marie Tô quên một điều, một ngọn đèn nếu quá sáng thì những cái bóng đèn khác sẽ không có được sự phát huy tối đa. Như một hiện thực, sau khi Nguyễn Ngọc Ngạn rời đi, dù đã có sự thông báo trước nhưng có vẻ kết quả không mấy khả thi khi cái bóng của ông Ngạn quá lớn. Tuy nhiên cũng không thể đổ lỗi hết cho bà Tô Ngọc Thủy, có thể bà cũng nhận ra cái khuyết điểm này. Nhưng cũng không có cách nào nâng đỡ MC mới nếu bản thân họ không thể tự tạo ra cái chất riêng để thu hút khán giả. Mà cho dù không phải bà Mary Tô mà là bất cứ ai khác đứng ở vị trí điều hành cũng thế thôi. Kênh cá rằng ai cũng sẽ tham lam bám víu vào một người nào đó nếu họ giúp trung tâm ăn nên làm ra và nổi lên như một hiện tượng không có thì không được. Ngay cái đỉnh huy hoàng thế này thì ai mà nghĩ đến chuyện sẽ bị phụ thuộc hay tìm người thay thế trước cho tương lai. Nhưng kể từ ngày ông Ngạn về hưu, bà Thủy đã lập tức cho thay đổi chiến lược ngay. Mary Tô không tìm một người mới dẫn cặp cùng kỳ duyên, thay vào đó, bà chọn 5 MC mới để đảm nhiệm suốt chương trình. Chắc hẳn đây là biện pháp tốt nhất để từ từ bồi dưỡng và nâng đỡ người mới. Bên cạnh đó, nếu một ngày lịch sử tái diễn với MC Kỳ Duyên, khi cô không tiếp tục hợp tác với trung tâm Thúy Nga thì bà Mary Tô cũng sẽ không quá chênh vênh. Nói về phản ứng của khán giả, Paris by Night 136 chính là số đầu tiên không có sự tham gia của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều người không khỏi bày tỏ sự thất vọng. Tuy nhiên, trung tâm Thúy Nga đã có một nước cờ khôn khéo gỡ lại bàn thua này. Đó chính là đưa bà trùm Thúy Nga quay trở lại, cộng thêm đây là số kỷ niệm 40 năm. Có lẽ ngoài thất vọng, khán giả cũng sẽ có một chút tò mò để xem xét diện mạo mới khi vắng bóng ông Ngạn. Tuy đây là một chiến thuật tâm lý rất hay, nhưng một chiêu không thể dùng hai lần. Đối với những số Paris by Night sau, nếu không tìm được điểm đột phá mới, thì e rằng cái bóng huy hoàng của quá khứ sẽ không đủ che chở cho trung tâm Thúy Nga vượt qua cột mốc khó khăn khi thị trường bão hòa. Còn bạn, bạn có ý kiến thay nào về tương lai của trung tâm Thúy Nga và chương trình Paris by Night? Hãy bình luận cho kênh biết nhé! Đừng quên like, share và đăng ký để đón xem thêm nhiều video mới.